Chào mừng các bạn đã đến với kênh Dương Vân Channel. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới tiếp theo nhé. Sau đây sẽ thông tin về giá vàng hôm nay 20 tháng 6. Giá vàng hôm nay 20 tháng 6, vàng sụt về sát mốc 36 triệu, tỷ giá vẫn tăng mạnh. TPO giá vàng hôm nay 20 tháng 6 trong nước tiếp tục giảm theo giá vàng thế giới và đã về sát mốc 36 triệu đồng mỗi lượng, trong khi tỷ giá quay đầu tăng mạnh hơn. Cụ thể, thời điểm 8 giờ 30 tại Hà Nội, CETI Doji niêm yết giá vàng miếng SJC hôm nay ở mức 36,2 đến 36,28 triệu đồng một lượng mua bán, giảm 40.000 đồng mỗi lượng so với giá vàng chốt giao dịch hôm qua cùng thời điểm tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Công ty SJC niêm yết vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,1 đến 36,3 triệu đồng một lượng mua bán, giảm 50.000 đồng mỗi lượng so với giá vàng chốt giao dịch hôm qua trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng sáng nay tiếp tục giảm nhẹ sau khi mất 8 đô la Mỹ mỗi ounce trong ngày hôm qua. Hiện vàng thế giới bán ra ở mức 1.245 đô la Mỹ một ounce, giảm 1 đô la Mỹ mỗi ounce so với giá vàng chốt giao dịch hôm qua. Như vậy, hiện giá vàng trong nước còn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 2 triệu đồng mỗi lượng. Theo giới phân tích, giá vàng giảm chủ yếu do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định tăng lãi suất USD từ 1% lên 1,25% năm. Lãi suất tăng khiến dòng tiền rút khỏi vàng để chuyển sang các kênh đầu tư khác sinh lời cao hơn trên thị trường tỷ giá. Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.422 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với tỷ giá hôm qua trên thị trường ngân hàng. Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 22.690 đến 22.760 đồng USD mua và bán, tăng 35 đồng mỗi USD so với tỷ giá hôm qua. Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết ở mức 22.660 đến 22.760 đồng USD mua và bán, tăng 40 đồng mỗi USD mua vào và tăng 30 đồng mỗi USD bán ra so với tỷ giá hôm qua trên thị trường dầu thô. Giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm. Hiện giá dầu Brent ở mức 46,91 đô la Mỹ thùng, giảm 0,47 đô la Mỹ thùng. Giá dầu WTI ở mức 44,2 đô la Mỹ thùng, giảm 0,54 đô la Mỹ thùng.